Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực. Mình cảm ơn các bạn. Tối nay mình có mặt ở khu ăn vặt Hồ Thị Kỷ đó các bạn, hẻm ăn vặt Hồ Thị Kỷ. Mình đến đây để mình ăn cái món hủ tiếu ốc chú Tổn. Mình thấy cái chỗ này thì có hủ tiếu ốc chú Tổn và có cái xe là về giải khát đó các bạn. Chú Tổn trà đầu dòng, hai cái này là chung một chủ đó các bạn. Bây giờ các bạn theo mình vào đây khám phá cái món hủ tiếu ốc này, mà theo mình thì mình thấy cũng rất là lạ lạ nha các bạn. Bây giờ đây mình quay cái xe hủ tiếu các bạn xem nha. Ở khu này rất là nhiều thức ăn nha các bạn. Hôm trước mình có quay rồi đó, là cái hẻm ăn vặt rất là nhiều đồ ăn. Và hôm nay mình tới đây mình sẽ review cái món hủ tiếu ốc các bạn cùng xem. Đây là những giấc mì gói. Đây là nước lèo và cái nước trụng, nước rất sôi ha. Ủa, thấy tan mì gói nhiều vậy con? Dạ. Tan mì gói nhiều vậy. Đây là bán cái gì, hủ tiếu mì dạ, với lại mì với là bún mì gói. Dạ. Thì mình coi thấy ốc quá chừng này, vô quay một cái các bạn ơi. Cái nước này nước gì chị? Dạ nước pha lấu. À nước pha lấu, pha lấu gì vậy chị? Dạ pha lấu ốc, pha lấu mọt. À những cái chén này là pha lấu đó hả? Dạ. À. Không phải, cái này là mình lên đồ sẵn để khách là mình cho bà cô hủ tiếu. Cái này để sẵn để vô hủ tiếu. Dạ. Đây. Đông rồi mình một tô hủ tiếu thì nó có gì, có nghêu. Có nghêu. Chị cứ bỏ vô đi, chị cứ bỏ vô đi. Nghêu. Đây là mì gói ha. Dạ. Mì gói tô này thấy làm như hai vắt ha. Dạ, hai vắt, khách yêu cầu hai vắt. À, khách yêu cầu hai vắt. Dạ, có thực sự một vắt. Nghêu, ốc đó là dạ, sò lụa. Sò lụa chả. Ừ. Ốc bông tai. Cái này là đầy đủ. Tôm tôm là một con tôm hả? Tôm, dạ. Tôm nhiều ốc đầy đủ. Rồi, rau nêm hành lá. Dạ. Đó là một tô đầy đủ nè, hai giấc mì. Cái này là khách yêu cầu hai giấc, còn nhiều. Là một giấc thôi. À, một giấc bao nhiêu và hai giấc bao nhiêu vậy con? À, một giấc thì hủ tiếu thì thêm, còn cái mì gói thì tính thêm 5.000 một giấc. Mở nghêu vô, mở sò lụa vô. Dạ. Mình cái thấy cái món này hơi lạ cho các bạn, trước nhà hủ tiếu nhưng mà mình chưa có ăn hủ tiếu ốc bao giờ. Dạ, bây giờ anh ăn thử đi. Rất nhiều loại ốc, để mình quay xong rồi mình sẽ ăn nha chị. Dạ. Cái khu này bán rất nhiều đồ ăn các bạn ơi. Buổi tối à, chị ơi, chị bán đây từ mấy giờ, chị bán tới dạ, mấy giờ? 12 giờ trưa tới 11:30 giờ đêm, 23 giờ 23 là 11 giờ 10:30 là nước lèo hả chị? Dạ nước lèo, cái này là nước phá lóng, mì phá lóng. Đây là người ta kêu mì phá lóng. Dạ. Thì sẽ đổ cái nước phá lóng mì vô. Mì gói nước phá lóng. Hấp dẫn này nha. Cái tô mì phá lấu này là bao nhiêu? Dạ cái này là nếu mà tính thêm một gói tô bình thường là 38, à, thêm gói mì cộng thêm 5.000 nữa là 40. 42. 42. 38 43 à. 43. Đây là của hai em. Thêm một 38 thêm một gói mì 5.000. Dạ, gói mì là 43.000. Hai tô giống nhau hả chị? Dạ hai tô. Cái này là khách yêu cầu anh. Ở đây mình bán thì tầm giá là khoảng bao nhiêu con? Dạ 30 với 38 là từ 30 tới 38 là bình thường. Dạ bình thường. Còn yêu cầu ăn cái gì thêm thì thêm. Hủ tiếu thì em cho. Hủ tiếu thì em ăn khách ăn thêm, em không có cần mì gói ăn no. Dạ. Chị ơi, chị bán ở đây được bao nhiêu năm rồi chị? Được, bán được 5 năm hả con? Trong cái khu ẩm thực này bán 5 năm. Bây giờ là chị nấu cái gì? Hủ tiếu hay mì? Nấu hủ tiếu nhưng mà ba tô này bình thường 30.
À, con này là 3 tô, mỗi tô 30, tô bình thường. Hủ tiếu bình thường nha các bạn. Hủ tiếu bình thường thì không có tôm mà cũng không có móng tay. Còn 38 ngàn có đầy đủ. Còn nếu bạn thêm một phát mì thì là 5 ngàn. Còn hủ tiếu thì nếu ăn thêm thì em cho thêm ăn no không. À, hủ tiếu thì cho thêm ha. Không tính tiền. Mấy buổi tối đông khách đó chị, lúc 12 giờ trưa chị dọn rồi có đông không? Dạ, cũng có lúc đông nhưng mà tối thì nó đông hơn. Chắc thứ 7 chủ nhật rất đông ha. Nãy không có một cơn mưa. Mưa thì nên nó vắng, cái thường giờ này là bọn em làm không kịp á. Sẵn rồi, khách khỏi chờ. Đó, cái tô này tô 30. Giờ anh hot boy này đổ nước lèo vô. Tô 30 nha các bạn. Bên đây bán nước là chung luôn hả chị? Đây là cái nước khoai lâu ốc nha các bạn. Có bún hủ tiếu mì gói. Bún hủ tiếu mì gói. Là chị trộn hủ tiếu hả chị? Dạ. Nước rất là sôi luôn nha các bạn. Dạ. Nước lèo. Hủ tiếu khoai lâu lên trên luôn em ơi. Trang trước luôn em. Vậy này cũng làm tô 30 đó hả chị? À, 38. Ba tám là sẽ có thêm tôm và cái sò lụa đó các bạn, cái móng tay chứ. Thôi bây giờ đi. Để dạy cho nhân viên tính tiền là cái tô này là tô nhiều tiền nữa. Một chút có cái làm phá lấu thì mình kêu qua quay nha, để giờ qua quay nước. Giờ để qua phá mấy cái hot boy bán nước này chút xíu nha. Mình đi vòng ra. Đây, bán trà đậu dầm, chỗ này bán rất là đông nha các bạn. Khách khứa cũng đi đông quá nè, chỗ này khu này bây giờ tối nay đông quá. Đây. Đứng đi anh xem, đứng đi. Quay nhiều mình bán. Mình bán trà đậu dầm anh, có mấy loại thức uống anh? Đây mình có trà đào, trà táo và hành. Menu có ở bên ngoài. Cái menu bên ngoài chút mình sẽ quay menu các bạn xem. Cái tầm giá nó khoảng bao nhiêu anh, từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Đồng giá 10.000 ly. 10.000 ly đồng giá hết quá rẻ. 10.000. 1 2 3 4 5 6 mình đây 5 6 7 người bán luôn các bạn ơi. Rồi khách cũng rất là đông. Và cái qua cái xe nước này thì chung với hủ tiếu luôn nha. Chung với hủ tiếu ốc bên kia là một chỗ đó không anh. Rất là đắt nha các bạn. Em ơi, cái này là gì? Đào dầm đó em. Cái đó là sinh tố đào. Sinh tố đào. Rất hay nha. Hắc biết đi, nhanh vậy. Này nhất rất là nhiều hương vị. Tổn nè, trà đào dầm. Đây có ống hút này kia đó. Đó là cái gì? Nước dầm luôn em. Cái đó là ly gì? Dạ, đào dầm. À, đào dầm. Đồng giá 10.000 em. Đó, cái ly đào dầm 10.000 các bạn ơi. Xong rồi để đây, cô này sẽ đẩy nắp và bỏ vô bịch cho khách. Đây là cái menu rồi. Các bạn có hũ nước mắm gừng đó các bạn. Giờ mình cho nước mắm gừng vào rồi. Rồi cái chén chấm.
cho vào đây một miếng sa tế. Ở đây mình kêu một tô mì phá lấu ốc cho các bạn. Tô này có giá là 38.000. Cái tô mì này là cái mì gói nha các bạn. Trong cái tô mì này thì có, mình thấy có chả nè, sò lụa nè, ốc móng tay nè, con tôm nha các bạn, và nghêu. Nhiều nha các bạn. Và cái nước thì là nước phá lấu. Và mình làm một cái chén nước mắm gừng nha các bạn. Nó để sẵn trên bàn mình châm vô. Và có một cái hố rau. Giờ mình cho một ít rau vào. Ít xà lách, rau thì mình thấy chỉ có rau quế và xà lách thôi các bạn. Và mình kêu một ly trà đào dầm. Ly trà đào dầm này có giá là 10.000 nha các bạn. Muốn thử nghe cái mùi trà đào. Cái đào thì mình uống cái trà đào lạnh thì bình thường hay nó cái trái đào mình cắt miếng miếng, còn này người ta giống như dầm hoặc là xay ra luôn đó các bạn. Trong này chỉ 10.000 thôi. Bây giờ mình trộn cái tô mì phá lấu ốc rất là thơm các bạn ơi. Cái nước phá lấu, cái mùi phá lấu. Rất béo. Cái nước phá lấu nó mặn mặn. Và cái nước phá lấu này làm có nước cốt dừa đó các bạn, nên mình cảm giác nó béo. Mì là mì gói nha các bạn. Cái miếng ốc móng tay ngon quá. Không bấm tay nữa, nó ngọt quá. Cái nước phá lấu thì nó hơi mặn mặn một chút và nó béo béo, bởi vì nó có nước cốt dừa. Miếng chả nha các bạn. Trên bàn còn có mấy cái miếng tắc này, mình nặng miếng tắc vô. Ngon quá. Tô này 38.000 nha các bạn. Cho một vài miếng ớt. Nếu các bạn ăn tô bình thường thì 30 thôi, còn tô đặc biệt hơi đặc biệt thì 38, thì sẽ có ốc móng tay với tôm. Cái này là một vắt mì các bạn, nếu các bạn ăn thêm một vắt mì là 5.000. Còn cô nói nếu mà ăn hủ tiếu thêm thì không có tính tiền. Như con sò lụa nè, chỉ mới được bánh. Ăn với ốc nó ngọt thật, ốc nó ngọt. Cái nước mì phá lấu này ngon quá. Con tôm các bạn, không lớn lắm, còn nguyên vỏ. Chấm vào nước mắm gừng nha các bạn. Ngon đó các bạn. Mấy cái ốc tôm đậu đầy ăn vô nó ngọt quá. Ngon. Đây không biết là này bò viên hay cá viên đó, mình ăn thử. Thịt viên các bạn ơi. Thịt viên, thịt heo. Chứ không phải bò, không phải cá. Miếng chả. Tô có mấy con nghêu không? Ăn miếng nghêu.
ăn tiếp cái phần này cho nó hết nha. Rất là ngon nha các bạn. Và hiện giờ thì mình thấy khu vực này đang rất là đông đúc các bạn ơi. Và đa số là giới trẻ đó các bạn. Giới trẻ tới đây ăn rất nhiều. Các bạn đi vào khu ẩm thực này thì các bạn có thể gửi xe 5.000 và các bạn đi bộ dài dài cho nó vui và để mình thưởng thức cái nhiều món khác nữa. Các bạn có đi ngang khu vực này thì các bạn ghé vô hẻm ăn vặt Hồ Thị Kỷ. Các bạn đi đường Lê Hồng Phong, các bạn tới cái hẻm 382, các bạn quẹo vào. Đến cuối hẻm thì sẽ gặp một cái khu ăn vặt Hồ Thị Kỷ, các bạn quẹo trái vào một đoạn thì các bạn sẽ thấy hủ tiếu ốc chú Tuẩn và trà đào dầm chú Tuẩn nha. Cái món này cũng hơi lạ là hủ tiếu và phá lấu ốc. Có lẽ mình xin tạm thời kết thúc video ở đây. Các bạn xem, các bạn like, các bạn chia sẻ, các bạn đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video sau nha.